Hello, xin chào các fly. Ngày đọc tên đã đến. Chương trình này ngày càng bị giãn cách thời gian. Vì bay đã làm quá nhiều rồi suốt một năm nay. Một số tên của các bạn bay sẽ chuyển sang video short cho nó nhanh nha. Bây giờ là những bạn yêu cầu đọc tên và những đơn may mắn lên TV hôm nay. Bạn Yorichi. À nhầm, bạn Nguyễn Văn Thành, Huyền Kim Thành, Hải Dương. Bạn đặt một kiếm gỗ Yorichi 100cm. Đúng vậy, nó chính là thanh kiếm này. Yorichi huyền thoại kiếm sĩ của Kimetsu no Yaiba, dài 100cm bằng gỗ hoàn toàn. Để chém gió, chém cây, chém cỏ được, các bạn đem ra chém tường, chém sắt là nó gãy nha. Mang ra đường chơi được, đi đám cưới được, đi học cũng được. Cẩn thận bị thu thôi. Qua bạn nhận được là một cái móc khóa thằng bồ của Yorichi, đó chính là Muyan mối tình 400 năm. Và một phát thẻ Kimetsu no Yaiba loại 2. Chúc bạn may mắn nhận được những cái thẻ cực kỳ hiếm nha. Rồi thì tới hàng cho bạn Nguyễn Văn Thành. Bạn Nguyễn Hưng Thịnh, Huyền Dương Sơn Dương, Huyền Sơn Dương Tuyên Quang. Bạn đặt mô hình kiếm Kirito Evia Farm 1m. Đó chính là cây này. Một cây Kirito bằng farm hoàn toàn, rất là đẹp và nhẹ, nó đánh vô không có đau các bạn nha. Cũng hơi đau đầu đấy. Farm pha xốp nên nó khá là nhẹ và không khuyến nghị bẻ nó vẫn có thể gãy các bạn nha. Đơn bạn nhận được một con xế hộp, một con dán và một con Miku móc khóa các bạn nha. Tới đây cho bạn Nguyễn Hưng Thịnh. Bạn Nguyễn Phúc Thanh Đức, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Bạn đặt một cái ví da One B One tịt Luffy là truy nã. Đây chính là một cái ví truy nã Luffy, giá bây giờ là 1.5 tỷ berry, có nghĩa là sau khi đánh xong Katakuri đó. Đơn bạn được nhận quà là một phách thẻ One B Wano loại số 1 kèm với một số món quà nhỏ của bay tới luôn cho bạn Thành Đức. Bạn Nguyễn Thống, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đặt thẻ bay nhân phẩm waifu loại 1 số lượng 2, loại 2 số lượng 1, One Piece loại 1 số lượng 2, One Piece loại 2 số lượng 1, kiếm Kimetsu 25cm viêm trụ, kiếm Kimetsu 25cm Inosuke, Inosuke 25cm viêm trụ 25cm, waifu 2 số lượng 1, waifu 1 số lượng 2, One Piece 2 số lượng 1, One Piece 1 số lượng 2. Đơn bạn được bay tặng một phách bảo vệ 100 tấm. Đây là bảo vệ thẻ kèm với một phách Kimetsu no Yaiba loại số 2. Chúc bạn may mắn nhặt được đồ ngon nha. Bạn Huy Hoàng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đặt mô hình thân Uchiha Sasuke bằng gỗ 100cm. Bấy nhân phẩm waifu loại 5 số lượng 1, loại 1 số lượng 1, loại 2 số lượng 1, loại 3 số lượng 1, waifu loại 1 số lượng 1, waifu loại 2 số lượng 2, waifu loại 3 số lượng 1, waifu loại 5 số lượng 1, bốn loại này đều số lượng 1. Uchiha Sasuke bằng gỗ dài 1m. Không sao các bạn ạ, nó khá là bền đó. Có hình cái quạt Uchiha ở đây. Các bạn đều biết Uchiha chủ yếu là xài lửa, vậy nên mới có cái logo cái quạt ở đây dùng để thổi than đó các bạn. Và bạn Huy Hoàng nhận được quà gì của bay nào? Từ bên trong kho báu của bay nhặt được một món đồ, đó chính là một cái kunai dành cho bạn. Đây chính là món quà của bạn, dài tới 25cm. Buồn đem ra quay cũng được. Tới hàng cho bạn Huy Hoàng luôn ngang. Tiếp theo là danh sách những bạn theo cầu. Có những bạn đã yêu cầu 5-6 ngày rồi. Thực sự quay là một người luôn thay đổi. Không hiểu sao content này làm được hơn một năm lần. Đó vẫn sẽ kéo dài nhưng mà sẽ không có đều đặn nữa. Chỉ có thể chúc những người may mắn mà thôi. Bạn Hồ Công Hiếu Long An, một album waifu thẻ nhân phẩm Genshin loại 2x20. Wow, đúng là fan Genshin Impact rồi. Một cái album waifu ngẫu nhiên, có rất nhiều hình waifu khác nhau nữa. Phát thể Genshin phát loại 2 số lượng là 20. Hai bạn Hiếu đã đi rồi nha. Bạn Trần Tuấn, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Một cây viêm trụ gỗ, một cây viêm trụ gỗ dài 1m đến cho bạn Trần Tuấn nha. Bạn Lê Huỳnh Gia Minh, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Một kiếm gỗ Kirito đen và một kiếm gỗ Kirito xanh. Ui, hàng này phải đi 4 ngày trước rồi. Và cây xanh bạn đặt chính là cây cuối cùng, cây hiếm có nhất luôn. Còn Kirito gỗ đen bay còn 2 cây, bay sâu cho các bạn coi. Có người thích gỗ, người thích farm, tùy vào nhu cầu của mỗi người. Bạn thấy gỗ hay farm gì kèo cũng rất là đẹp đó. Chúc mừng bạn Minh đã mua được cây xanh cuối cùng. Bạn Hiếu Demon, Hiếu Demon ở Dĩ An, Bình Dương. Ni đai gỗ 1m. Tên bạn Hiếu này nghe có vẻ khá là quen thuộc đây. Bạn đặt một cây nhì đại thì là cây nhì đại đây. Cây nhì đại này đến Yoro cũng chưa từng được sờ vào. Tặng Luffy không cho. Hey, là chưa lắp ráp các bạn ạ. Đúng vậy, vì thanh kiếm này chính là linh hồn của kiếm sĩ Luffy đó mà. Cái lưỡi màu xanh và hoa văn bên ngoài nhìn tương tự như là cây Sanda Kitsu màu đỏ. Chỉ khác là nó màu tím và các đường vạch như vậy thôi. Bà nội cha tháo luôn cái vòng này rồi. Các bạn có thể dán lại bằng keo nến nha. Ngoài ra chỗ này họ cho một cái khớp để thể gắn vĩnh viễn, không bao giờ tháo ra được nữa. Không cần dùng keo luôn. Tới luôn cho bạn Hiếu Demon. Và cuối cùng là ai nào, cuối cùng là ai nào? Bạn Hà Cúc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một
kiếm gen mini. Một kiếm gen mini đến cho bạn Cúc Hà. Một kiếm gen mini đến cho bạn Hà Cúc nghe. Dài 23-25cm. Và đơn hàng bạn Hà Cúc cũng kết thúc đơn hàng của chúng ta ngày hôm nay rồi Cúc Hà. Bye fly. Buy Store, thỏa mãn đam mê sưu tập của bạn. Để đặt hàng và tư vấn, bạn có thể vào link trong mô tả hoặc là comment ghim nha. Chúc các bạn có một bộ sưu tập thiệt là đẹp. Bye bye, chẳng cần.